Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ tư ngày 28 tháng 11, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và biểu dương các cán bộ chữ thập đỏ xuất sắc. Tiến độ dự án cải tạo nâng cấp tuyến đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo. Quận Kiến An triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý chỉnh trang đô thị, tích cực thi công đường giao thông khu dân cư và giao thông nội đồng. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và biểu dương 60 cán bộ chữ thập đỏ xuất sắc. Tới dự có Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam cùng hơn 400 cán bộ hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ trên địa bàn thành phố. Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Hội Chữ thập đỏ thành phố đã phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo, có nhiều phong trào cuộc vận động có tính lan tỏa sâu rộng, trợ giúp được ngày càng nhiều người nghèo, người dễ bị tổn thương trong xã hội vươn lên trong cuộc sống. Nổi bật là phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, dự án ngân hàng bò, xây tặng nhà chữ thập đỏ, cầu giao thông nông thôn, trợ cấp thường xuyên và đột xuất cho người bất hạnh, hỗ trợ sinh kế bền vững, dạy nghề cho lao động nông thôn và người khuyết tật, tặng học bổng, xe đạp, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tham gia chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng, phong trào hiến máu nhân đạo phát triển ngày càng sâu rộng. Hệ thống tổ chức hội phát triển cả về quy mô và chất lượng. Đến nay, 100% xã phường thị trấn có tổ chức hội với gần 300.000 hội viên, thanh thiếu niên và tình nguyện viên chữ thập đỏ. Các cấp hội đã triển khai nhiều chương trình, nhiều phong trào thiết thực, tạo sức lan tỏa, thực sự trở thành phong trào của toàn dân, thu hút nhiều tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm. Trong 10 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm giá trị nhân đạo mà hội thực hiện đạt hơn 32,5 tỷ đồng. Chỉ riêng năm 2018, tổng giá trị các hoạt động nhân đạo của hội đạt trên 60 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Thị Xuân Thu và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng Lê Khắc Nam ghi nhận thành tích đạt được trong chặng đường 60 năm xây dựng và phát triển của Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng, biểu dương các thế hệ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên của hội. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam nhấn mạnh ba nhiệm vụ trọng tâm của hội trong thời gian tới là tích cực tranh thủ sự ủng hộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể thành phố, các nhà tài trợ, nhà hảo tâm, tổ chức nhiều phong trào cuộc vận động kết nối, phát triển tổ chức hội ngày càng sâu rộng, đổi mới mạnh mẽ về tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và xây dựng đội ngũ cán bộ hội viên, tình nguyện viên. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ Hải Phòng vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bức chướng của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố với nội dung đoàn kết đổi mới vì sự nghiệp nhân đạo, vì hạnh phúc cộng đồng. Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho tặng 50 kỷ niệm chương vì sự nghiệp nhân đạo. 60 cán bộ chữ thập đỏ xuất sắc được Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương khen thưởng. Tại lễ kỷ niệm, 60 chiếc xe đạp với tổng trị giá 72 triệu đồng được trao tặng các cháu có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập. Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện pháp lệnh quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, triển khai thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam chủ trì hội nghị. Sau hơn 6 năm triển khai pháp lệnh, toàn thành phố đã vận động giao nộp được 683 khẩu súng các loại, 220 quả bom, mìn cùng hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ các loại. Trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công an thành phố đã xử lý 193 vụ việc với 234 đối tượng, khởi tố điều tra 87 vụ với 107 bị can, xử lý vi phạm hành chính 100 vụ. Những kết quả đạt được góp phần bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Khắc Nam đánh giá cao kết quả đạt được của các ngành, đơn vị, địa phương trong thực hiện pháp lệnh. Để triển khai thi hành luật quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đạt hiệu quả cao, đồng chí yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung của luật cùng các văn bản hướng dẫn thi hành, kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, ban hành mới các văn bản, bảo đảm phù hợp với luật. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, trang bị và sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.
Để đảm bảo tuyệt đối an toàn dịp Tết Nguyên đán 2019, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố về tăng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đèn trời. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố họp thẩm tra dự thảo nghị quyết đề án trình kỳ họp thứ 8 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 15 về điều chỉnh bảng giá đất các loại 5 năm từ năm 2015 đến năm 2019 trên địa bàn 7 huyện thành phố Hải Phòng. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường cùng đơn vị tư vấn đã dự thảo điều chỉnh bảng giá các loại đất trên địa bàn 7 huyện 5 năm từ 2015 đến 2019. Thực tế cho thấy thời gian qua, công tác chỉnh trang đô thị ngày càng được quan tâm hơn, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được đầu tư nâng cấp tốt hơn, các dự án được triển khai hoàn thiện và đi vào hoạt động có hiệu quả là yếu tố tác động làm tăng giá đất, nhất là những địa điểm gần các trục đường mới, các khu đấu giá đất. Những tuyến đường trục chính ở khu vực thị trấn thuộc các huyện có giá trị thực rất cao so với bảng giá đất. Theo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các chủ sử dụng đất thường thấp hơn so với thị trường do người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng thỏa thuận ghi giá trị trong hợp đồng rất thấp, làm thất thu ngân sách. Sở Tài nguyên và Môi trường đưa ra kết quả điều chỉnh bảng giá các loại đất 5 năm từ 2015 đến 2019. Theo đó, trên địa bàn 7 huyện có 1.229 đoạn tuyến đường, trong đó 76 đoạn đường không có điều chỉnh, các đoạn đường phố còn lại có mức tăng từ 0 đến 50%, từ 51 đến 100% và trên 100%. Bổ sung 26 đoạn tuyến đường tại huyện Thủy Nguyên, An Dương, Vĩnh Bảo, Cát Hải và Kiến Thụy. Sáng nay, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018. Noi theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. 5 năm qua, công tác thi đua khen thưởng tại Vùng Cảnh sát Biển 1 đã được triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều mô hình cách làm sáng tạo. Phong trào thi đua quyết thắng cùng các phong trào, cuộc vận động của các cấp các ngành đã trở thành động lực để cán bộ chiến sĩ Cảnh sát Biển tích cực phấn đấu, đóng góp vào sự tiến bộ chung của vùng trên tất cả các lĩnh vực công tác. Từ thực tiễn phong trào thi đua quyết thắng đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu xuất sắc, góp phần tô thắm hình ảnh cao quý về bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Cảnh sát Biển trong giai đoạn mới. Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích thi đua xuất sắc được nhận khen thưởng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1. Là dự án trọng điểm của thành phố, dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục, huyện Vĩnh Bảo đang được Ban Quản lý Dự án và Nhà thầu tích cực triển khai thi công, nhất là trong giai đoạn nước rút. Công tác giải phóng mặt bằng có tiến triển tích cực trong thời gian qua là điều kiện quan trọng để Ban Quản lý Dự án và Nhà thầu, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đầu tư Xây dựng và Thương mại Phương Anh triển khai đồng bộ các mũi thi công trên toàn tuyến. Thời điểm hiện tại, trên cả hai tuyến cũ và mới, nhiều hạng mục đang được chỉ đạo thi công rất khẩn trương. Ban Quản lý Dự án đang yêu cầu nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện thi công liên tục, đảm bảo đến ngày 15 tháng 12 này cơ bản thông cái tuyến cũ này để đảm bảo cho theo đúng tiến độ cam kết với ủy ban thành phố. Thi công dự án đầu tư cải tạo nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục liên quan đến giải phóng mặt bằng của 1.227 hộ và tổ chức trên địa bàn. Đến nay, huyện Vĩnh Bảo đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp. Phần diện tích đất ở đang được huyện tích cực đẩy nhanh tiến độ. Căn cứ vào tiến độ bàn giao mặt bằng, nhà thầu tổ chức thi công ngay để bảo đảm tiến độ dự án. Nhà thầu chúng tôi là đã tổ chức toàn bộ, tức là tất cả các thiết bị xe máy và toàn bộ anh em công nhân trên công trường, tức là làm tăng ca, tức là làm 3 ca liền để đạt tiến độ bên chủ đầu tư cũng như là Sở Giao thông là đã đề ra là làm trước tháng 12 năm 2018. Dự án cải tạo nâng cấp đường nối từ cầu Lạng Am đến cầu Nhân Mục khi hoàn thành vừa góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trong hệ thống đường quốc lộ và giao thông đối ngoại của thành phố, vừa đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, quảng bá các giá trị văn hóa, tinh thần tại địa phương, góp phần phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong khu vực và du khách tham quan khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt đền Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm. Theo kế hoạch, việc cải tạo nâng cấp tuyến cũ sẽ hoàn thành vào cuối năm nay, tuyến mới sẽ hoàn thành vào đầu năm 2019.
Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc đã thi công được hơn 3 tháng. Dự án đang được các nhà thầu đẩy mạnh triển khai các hạng mục, phấn đấu hoàn thành bảo đảm chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Là một trong những công trình trọng điểm của thành phố về chỉnh trang đô thị, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của thành phố, sự tích cực của chủ đầu tư và hưởng ứng của nhân dân. Công trình đang được các nhà thầu đẩy mạnh thi công. Với gói thầu kè dọc hai bờ sông, đến thời điểm này các nhà thầu đã ép được hơn 2.450 cọc trên 2.595 cọc. Phần đổ bê tông dầm mũ cọc đạt hơn 2.000 mét. Gói thầu đường Tam Bạc, nhà thầu đã hoàn thành tuyến cấp nước, thoát nước thải, đang hoàn thiện tuyến thoát nước mưa. Cơ bản hoàn thành thi công đường dây trung thế, hạ thế. Đơn vị cũng hoàn thành lắp đặt ống luồn cáp viễn thông, đang thi công phần đá hộc và lắp đặt bó vỉa bờ sông. Đơn vị thi công công ty cổ phần Trung Thủy đã thi công được cơ bản được tổng cả công trình khoảng tầm xuất sắc 70%, gồm các hạng mục, nhưng mà hiện tại thì còn rất là nhiều khó khăn do mặt bằng thi công còn vướng mắc, là những phạm vi mà dân vẫn chưa kết hợp để cho đầu thi công. Thứ hai, trên mặt bằng thi công có cùng một lúc 3 đơn vị thi công nên là phải nhường mặt bằng. Thứ tư là trên mặt bằng thi công thì là có rất là nhiều hộ kinh doanh buôn bán chợ và kinh doanh các cái hàng kim khí nặng nên là vẫn chưa thể bàn giao hết, và rất mong là được sự quan tâm của các cấp chính quyền và chủ đầu tư để kết hợp cùng nhà thầu để nhà thầu có thể triển khai được các hạng mục đồng loạt. Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự phát triển của thành phố nói chung và quận Hồng Bàng nói riêng, tạo điểm nhấn đô thị, trung tâm hiện đại. Để bảo đảm tiến độ thi công dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, không chỉ các nhà thầu khắc phục khó khăn, mà còn rất cần chủ đầu tư công trình là Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng để giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công dự án. Thời gian qua, quận Kiến An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý chỉnh trang đô thị, đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, tiếp nhận xi măng hỗ trợ của thành phố để thi công đường giao thông, khu dân cư và giao thông nội đồng. Những tuyến đường khang trang, sạch đẹp mới được đầu tư cải tạo, nâng cấp, được nối dài ở khu dân cư là minh chứng rõ nét cho sự phát triển chỉnh trang đô thị tại quận Kiến An. Tuyến đường nội đồng dài hơn 300 mét, rộng 3,5 mét thuộc tổ dân phố Đồng Từ 5, phường Phú Liễn đã bị xuống cấp từ lâu. Người dân đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Với 81 tấn xi măng hỗ trợ của thành phố, cùng với sự đóng góp tích cực công sức, vật tư với tổng giá trị 170 triệu đồng của người dân, sau gần một tháng thi công, đến nay con đường đã hoàn thành, tạo thuận lợi để người dân lao động sản xuất, phát triển kinh tế. Dân là rất là phấn khởi, mà tự tin và cũng là biết ơn là cái sự quan tâm của lãnh đạo thành phố cho đến quận và đặc biệt là những các giả doanh nghiệp ở đây, là cái sự đóng góp của mọi người để hoàn thành được cái con đường này. Với vai trò mặt trận thì vận động tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên của mình là hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh và đoàn thanh niên. Và đối với tổ dân phố Đồng Từ 5 thì tuyên truyền vận động hai tổ dân phố Đồng Từ 4-5, vận động đến tận người dân và tuyên truyền với mục đích ý nghĩa của cái lợi ích của con đường này. Đến ngày hôm nay mà nhân dân chúng tôi cũng đã được tiếp nhận một cái con đường xanh quang sạch đẹp như này. Dân chúng tôi cực kỳ là phấn khởi, rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước và các cấp lãnh đạo. Thời gian qua, các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc, tổ dân phố trên địa bàn quận Kiến An đã quan tâm tuyên truyền sâu rộng chủ trương của thành phố về hỗ trợ xi măng cải tạo nâng cấp ngõ ngách, đường nội đồng, được người dân đồng thuận, ủng hộ cao. Đến nay, toàn quận đã cải tạo nhiều tuyến đường giao thông, khu dân cư và đường nội đồng với tổng số xi măng hơn 10.000 tấn. Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiếp tục chỉ đạo theo cái tinh thần chỉ đạo của thành phố và hướng dẫn các sở ngành ở thành phố. Thì chúng tôi tiếp tục là tuyên truyền. Thứ hai là đối với những cái danh mục mà các ngõ ngách mà đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt thì chúng tôi yêu cầu là các địa phương cụ thể là 10 phường là tổ chức họp với nhân dân và đề nghị nhân dân đóng kinh phí đối ứng, sau đó là triển khai thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố. Cái việc triển khai trên địa bàn là rất là hiệu quả.
các cái tuyến đường ngõ ngách thì cơ bản được chỉnh trang, nhân dân rất phấn khởi. Cùng với cải tạo, nâng cấp, xây dựng cơ sở hạ tầng, quận Kiến An chú trọng phát triển đô thị xanh bền vững, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, xây dựng các tuyến phố văn minh, các tuyến đường khu dân cư sáng, xanh, sạch, bảo đảm mỹ quan đô thị và từng bước nâng cao đời sống nhân dân. Vào khoảng 13 giờ ngày 27 tháng 11, tàu Quảng Ngãi mang số hiệu QNG-98499TS đang hoạt động khai thác thủy sản cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 25 hải lý, thì thuyền viên Võ Thành Tây trên tàu gặp nạn do bị dây cáp máy tời cuốn. Chủ tàu là anh Đặng Hoàng Phi đã cho tàu chạy vào đảo Bạch Long Vĩ, đề nghị đồn biên phòng Bạch Long Vĩ cứu nạn. Đến 16 giờ 15 phút cùng ngày, tàu HP-90844 chở cán bộ chiến sĩ cùng quân y đã tiếp cận tàu cá để tiến hành sơ cứu, đồng thời vận chuyển nạn nhân về Trung tâm Y tế Bạch Long Vĩ cấp cứu, cố định vết thương cho nạn nhân, không để xảy ra nguy hiểm tới tính mạng. Theo đề xuất của gia đình, đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, nạn nhân đã được đưa về đảo Cát Bà an toàn và được chuyển đến các bệnh viện tuyến trên điều trị. Trong phần tiếp theo của chương trình, thời gian gần đây, số bệnh nhân nhập viện do các bệnh liên quan tới tim mạch tăng cao hơn 20% so với thời điểm trước. Xử lý đàn lợn bị nhiễm bệnh lở mồm long móng ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy. Thưa quý vị, trong một tuần gần đây, số bệnh nhân nhập viện do các bệnh liên quan tới tim mạch tăng cao hơn 20% so với thời điểm trước đó, khiến các phòng điều trị nội trú luôn trong tình trạng quá tải. Tình trạng trẻ hóa ở bệnh nhân tim mạch cũng đang dần gia tăng. Trong những năm gần đây, các bệnh nhồi máu cơ tim và bệnh mạch vành đang ngày càng có nguy cơ trẻ hóa dần. Từ 25 tuổi trở lên, cứ 4 người thì có 1 đến 2 người có yếu tố nguy cơ và 1 người tăng huyết áp. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là bệnh diễn ra âm thầm và rất khó phát hiện. Bệnh nhân Vũ Văn Duy, 39 tuổi, trú quán tại phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, phải nhập viện cấp cứu với biểu hiện đau tức ngực và được chẩn đoán tắc động mạch vành. Nhưng trước đó, bệnh nhân chưa hề biết gì về tình trạng bệnh của mình. Triệu chứng dẫn tới phải vào viện là bị tức ngực. Không biết bệnh nhân là không biết được những cái triệu chứng gì. Có thể nó có nhưng mình lại nghĩ là không phải. Khám định kỳ thì ngay như lúc vào đây rồi thì khám bình thường không phát hiện được. Nếu chạy chỉ dẫn tim tâm đồ với xét nghiệm máu bình thường thì không thể phát hiện được cái này. Phải có khám chuyên khoa cơ. Đây cũng là thời điểm bệnh nhân tim mạch tăng cao. Khoa khám bệnh và điều trị nội trú luôn trong tình trạng quá tải. Theo số liệu thống kê tại khoa tim mạch Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, trung bình mỗi ngày khoa điều trị nội trú cho 140 bệnh nhân trên 109 giường kế hoạch, trong đó đa phần là bệnh tim thiếu máu cục bộ và bệnh mạch vành. Bản chất bệnh là diễn biến tự nhiên lâu rồi, nhưng mà do cái một vài cái yếu tố tác động nó làm cho cái bệnh trở lên bất thường và bệnh nhân phải nhập viện, và cái yếu tố thời tiết, ví dụ như thời tiết lạnh hoặc thay đổi đột ngột, đấy là một trong những yếu tố gây ra những cái stress và làm cho người bệnh mất khả năng thích nghi và dẫn tới bệnh nhân tỷ lệ nhập viện cao hơn. Đối với những người già, thời tiết này thì thứ nhất là về chế độ ăn uống nó phải phù hợp để tăng cường cái thể trạng, sức khỏe để chống chịu được với bệnh tật. Cái thứ hai nữa là tránh những cái thay đổi thời tiết đột ngột, ví dụ như từ trong nhà khi đi ra ngoài ta phải giữ ấm, và đặc biệt là không từ nhà mà ta bước ra cửa ta đi ra ngay, ta phải đợi một chút để cơ thể nó thích nghi. Trên 60 tuổi, nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch chiếm hơn 60%, trong đó liên quan tới 6 yếu tố nguy cơ là tăng huyết áp, hút thuốc lá, tiểu đường, tăng cholesterol máu, thừa cân béo phì, ít hoạt động thể lực. Tuy nhiên, bệnh tim lại có những diễn biến thầm lặng và khó phát hiện. Do vậy, ngoài việc khám sức khỏe định kỳ, những người cao tuổi hoặc những người có yếu tố nguy cơ cần được thăm khám chuyên khoa để sớm có những biện pháp tối ưu trong kiểm soát bệnh tim mạch. Những ngày qua, tại trang trại chăn nuôi lợn của hộ ông Mai Xuân Hiển ở thôn Đức Phong, xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, xuất hiện tình trạng lợn bị nhiễm bệnh lở mồm long móng. Đây là loại dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế xã hội và môi trường. Tuy nhiên, qua kiểm tra cho thấy, chính quyền cơ sở chưa quyết liệt trong công tác quản lý và khống chế dịch. Phản ánh của phóng viên thời sự ngay trong sáng nay, 28 tháng 11. Trang trại chăn nuôi của hộ ông Mai Xuân Hiển, cửa đóng, then cài, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Kể từ khi dịch bệnh lở mồm long móng được phát hiện trên đàn lợn, duy nhất chỉ có một cán bộ thú y được ra vào để kiểm tra các dấu hiệu lâm sàng và lấy mẫu xét nghiệm, hướng dẫn chủ trang trại các giải pháp khống chế dịch. Đây là trang trại đã từng xuất hiện ổ dịch lở mồm long móng trong những ngày qua, và trong suốt những ngày qua thì cánh cổng này luôn được khóa kín.
Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y, công tác quản lý dịch được chủ trang trại thực hiện khá tốt khu vực bên trong. Tuy nhiên, bên ngoài ổ dịch, công tác quản lý phòng chống dịch lại chưa được chính quyền cơ sở thực hiện tốt. Bằng chứng là công tác chốt trực không được thực hiện theo đúng quy định. Mặc dù có biển báo thông tin về ổ dịch, nhưng kiểm tra đột xuất vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 30 sáng, cả hai đầu đường ra vào trại lẫn nơi cổng trang trại đều không có cán bộ của các cơ quan chức năng liên quan túc trực để triển khai các biện pháp quản lý dịch. Với tổng đàn lợn hơn 500 con, trong đó 115 con lợn nái và 400 con lợn thịt, từ ngày 11 tháng 11, sau khi phát hiện đàn lợn có dấu hiệu nhiễm bệnh, đi khập khiễng, sốt cao, bờ móng bị viêm loét, chủ trang trại đã sử dụng kháng sinh để điều trị cho lợn. Đến ngày 22 tháng 11, nhận thấy dấu hiệu nhiễm bệnh của đàn lợn ngày càng nặng, chủ trang trại mới thông báo cho cán bộ thú y và chính quyền địa phương để xử lý. Ngay sau khi có kết luận của Chi cục Thú y vùng 2, 100% mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm dương tính với virus lở mồm long móng. Từ ngày 22 tháng 11 đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Phòng đã phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Kiến Thụy tổ chức tiêu hủy 10 con lợn nhiễm bệnh, đồng thời cấp 100 lít hóa chất từ nguồn dự trữ phòng chống dịch cúm gia cầm để chủ trang trại phun khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi. Hàng ngày thì chúng tôi đều xuống giám sát và kiểm tra cái sức khỏe của đàn lợn. Thì từ ngày 24 cho đến nay là không phát hiện thấy lợn có các triệu chứng điển hình của bệnh. Số lợn còn lại trong trại thì vẫn đang ổn định và sẽ được tiếp tục theo dõi trong thời gian tới. Lở mồm long móng là loại dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây lan nhanh, gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và môi trường. Không những phát triển trên đàn lợn, bệnh còn lây lan nhanh cho các loài động vật móng guốc. Cùng với việc tiêm phòng để bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi, thời điểm này, công tác xử lý môi trường cũng cần phải được hộ chăn nuôi và các địa phương tăng cường thực hiện để bảo đảm an toàn dịch bệnh, đáp ứng nguồn cung thực phẩm cho thị trường trong dịp cuối năm. Thưa quý vị, một Hải Phòng bừng bừng sức sống vươn lên trong sự đan xen của những giá trị truyền thống và hiện đại là chủ đề chính của các tác phẩm nhiếp ảnh được trưng bày tại triển lãm Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hải Phòng năm 2018 do Hội Nhiếp ảnh và Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Hải Phòng đồng tổ chức. Cuộc thi ảnh nghệ thuật Hải Phòng năm nay ghi nhận số tác phẩm dự thi kỷ lục với 665 bức ảnh của 58 tác giả trong và ngoài thành phố gửi tới dự thi. Thông qua những khung hình lắng động, phản ánh đời sống mọi mặt của thành phố Hải Phòng cũng như nhiều địa phương, các tác phẩm đã cho thấy suy tư của người nghệ sĩ về những giá trị trường tồn của văn hóa dân tộc, về vẻ đẹp của đời sống lao động, sản xuất và sức sống trên những công trình mới xây dựng của thành phố. Có thể nói rằng là chưa giờ cái phong trào nhiếp ảnh nó lại mạnh mẽ như bây giờ. Trong thời gian vừa qua thì có rất nhiều những cái tác phẩm mới ra đời, phản ánh rất là sâu sắc cuộc sống, đất và con người Hải Phòng. Qua xét duyệt các tác phẩm, ban giám khảo đã quyết định trao 2 giải nhì, 4 giải ba và 6 giải khuyến khích cho các tác giả. Cuộc thi không có giải nhất. Đáng chú ý, cuộc thi năm nay ghi nhận nhiều tác phẩm tốt của các tác giả tự do. Trong số 12 bức ảnh đạt giải, có đến 4 giải thuộc về các tác giả không phải là hội viên Hội Nhiếp ảnh Hải Phòng. Số lượng đông đảo tác phẩm của các tác giả tự do đã mang đến cho cuộc thi và triển lãm sự đa dạng về chủ đề cũng như phong cách thể hiện. Triển lãm này rất thú vị, có rất nhiều bức ảnh phản ánh đời sống văn hóa tinh thần của người dân Việt Nam. Tôi đặc biệt thích những tấm ảnh chụp ảnh đời thường, chúng mộc mạc nhưng rất sống động. Triển lãm ảnh nghệ thuật Hải Phòng sẽ mở cửa miễn phí cho người hâm mộ tới tham quan từ nay tới hết ngày 3 tháng 12 tại Trung tâm Triển lãm và Mỹ thuật thành phố. Vừa qua, sau khi được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận đề xuất phương án phân luồng giao thông trên tuyến đường 356, công ty VinFast đã tiến hành tu sửa đường giao thông, đồng thời mở các tuyến tránh, bước đầu bảo đảm việc đi lại của người dân các xã trên địa bàn huyện Cát Hải. Trước đó, công ty VinFast đã có kiến nghị với Sở Giao thông Vận tải về việc các phương tiện lưu thông trên tuyến đường DT356 cắt ngang qua dự án, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
Trước đề nghị của công ty VinFast và Sở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn chấp thuận phương án phân luồng được VinFast đề xuất. Theo đó, cho phép đóng tuyến DT356 đoạn qua dự án. Để bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân các xã Nghĩa Lộ và Văn Phong, công ty VinFast đã tiến hành tu sửa tuyến đường DT356, đồng thời mở tuyến đường phụ để người dân hai xã đi ra tuyến đường cầu Tân Vũ Lạch huyện, nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Người dân đi lại thì cũng dễ dàng, thuận tiện. Thế nếu mà VinFast mà đầu tư tu sửa lại cho dân thì thôi, dân cũng rất là phấn khởi. Tuy nhiên, việc bố trí phân luồng trên tuyến DT356 cũng ảnh hưởng nhất định tới giao thông của người dân. Tuyến đường đi học của học sinh hai xã Nghĩa Lộ và Văn Phong còn nhỏ hẹp, trong khi lưu lượng phương tiện lưu thông cao, dễ dẫn đến tai nạn giao thông. Tuyến đường phụ từ đường DT356 đi ra hướng cầu Đình Vũ Cát Hải hiện chưa có cầu vượt dân sinh, trong khi điểm quay đầu xe cách xa 4 đến 5 km khiến nhiều người dân lựa chọn phương án đi ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng với các phương tiện từ trên cầu đi xuống. Bên cạnh đó, người dân cũng kiến nghị cần thi công đường thoát nước trên tuyến đường DT356 để tránh tình trạng ngập lụt mỗi khi mưa xuống. Thì cái đường VinFast hoàn trả đấy, thứ nhất là nó bé, thứ hai là một nửa bên này làm nó chưa chắc chắn, mới đổ bê tông tạm thôi. Mà trẻ em lại tiểu học đi lên trên này, qua cái đường đấy quá dài mà lại bé như vậy thì học sinh đi lại quá khó khăn. Trước những phản ánh chính đáng của người dân, công ty VinFast cần tiếp tục phối hợp cùng thành phố có phương án mở rộng các tuyến đường tránh, đồng thời phối hợp cùng lực lượng chức năng chấm dứt tình trạng người dân đi ngược chiều trên tuyến đường Tân Vũ Lạch huyện, bảo đảm an toàn giao thông trên khu vực đi qua dự án. Mùa hoa cúc họa mi đã gần kết thúc, nhưng niềm đam mê vẻ đẹp của loài hoa này đối với nhiều người vẫn còn nguyên sức hấp dẫn. Và trong phần cuối chương trình thời sự, xin mời quý vị và các bạn cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này tại một khu vườn trên địa bàn thành phố. Không cần phải đi đâu xa, ngay tại thành phố Hải Phòng chúng ta đã được đắm chìm trong một vườn hoa cúc họa mi bạt ngàn và đẹp đến như thế này. Đây là một địa điểm rất hot trong những ngày qua. Hãy cùng với phóng viên của chương trình khám phá về vườn hoa này nhé! Từ sáng sớm tới chiều muộn, vườn hoa cúc họa mi tại phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng không lúc nào vắng khách. Vì là năm đầu tiên trồng, lượng cây giống không có đủ và không có kế hoạch kinh doanh phục vụ nhu cầu chụp ảnh ngay từ đầu, nên diện tích trồng hoa cúc họa mi không được nhiều. Bên cạnh đó, nhà vườn trồng xen các loại hoa truyền thống khác. Mới để cho người ta chụp ảnh mới có 3 ngày nay thì cái kinh tế cũng chỉ xem như bằng mình đi ra chợ thôi. Mình chỉ thu người ta cái tiền đi vào đây với cái công sức chăm tưới của mình và cây giống. Sang năm cố gắng là trồng nhiều hơn và trồng thêm cả hướng dương ấy, trồng thêm vài luống nữa để cho nó có màu sắc, để cho mọi người vui vẻ. Người Hải Phòng mình không phải lên Hà Nội nữa mà vẫn chụp được ảnh thỏa thích. Thấy mọi người vui thì mình cũng thấy vui lây luôn. Tự nhiên cũng giống như là mình cảm tưởng như là Tết ấy. Cúc họa mi chỉ nở rộ trong một thời gian ngắn, nên thời điểm này nhà vườn cố gắng chăm sóc giữ cây để phục vụ nhu cầu chụp ảnh của khách đến cuối tuần này. Nắng đầu đông ấm áp rực rỡ, xen chút gió lạnh, cúc họa mi cũng nhờ vậy mà bung nở đẹp hơn. Đây chắc chắn sẽ là một điểm đến thú vị cho những ai yêu hoa, yêu nghệ thuật chụp ảnh. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.